Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của 300 diễn viên, sử dụng nghệ thuật dẫn chuyện kết hợp với trình diễn nghệ thuật trên sân khấu, video clip trên màn hình LED, tạo sự khác biệt song vẫn đảm bảo giữ được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi vùng miền. Qua đó giới thiệu một cách sinh động về các điểm du lịch đặc sắc của Lào Cai và tiềm năng du lịch của các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Nhân lên tinh thần đoàn kết, chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng du lịch xanh phát triển bền vững. Đây là một cái sản phẩm mà đã có cái sự liên kết của 8 tỉnh, xuất phát từ cái sáng kiến của Lào Cai. Tổ chức thì sẽ được luân phiên tổ chức ở các cái địa phương, nó tạo thành một cái sản phẩm du lịch để kết nối và phát triển trên tinh thần là tôn vinh văn hóa các cái dân tộc của Lào Cai. Với một cái show diễn nghệ thuật, một cách có thể thấy được đời sống của cộng đồng các dân tộc Lào Cai qua một cái không gian thực cảnh. Thời điểm này, công tác tập luyện cho chương trình nghệ thuật kết nối khát vọng xanh cũng đang được các nghệ sĩ diễn viên tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc mở rộng, gấp rút, luyện tập, hứa hẹn mang đến màn kết hợp biểu diễn nghệ thuật độc đáo hấp dẫn.